cất dáng vẻ hài hước ở nhà. Tài tử hề Choi Woo-sik hóa lạnh lùng boy trong series phim kinh dị của Netflix khiến các chị vợ khóc thét. Nhắc đến dàn tài tử làm khuynh đảo màn ảnh xứ Kim Chi thì sẽ thật thiếu sót khi không nhắc đến Choi Woo-sik, người đàn ông đã ngoài 30 nhưng sở hữu gương mặt học sinh, đẹp trai có thừa nhưng Woo-sik rất biết cách làm mình xấu đi trong mắt công chúng, hề hước ngay lầy đố ai địch lại. Tuy nhiên mới đây, dân tình đã tóm sóng khoảnh khắc anh chàng này đang trên phim trường để vào vai lạnh lùng boy trong series kinh dị của Netflix. Bộ phim khi nào lên sóng, vai diễn của Woo-sik ra sao thì vẫn chưa được hé lộ gì nhiều, nhưng nhìn hình ảnh với ánh mắt sắc lẹm kia thì chắc cũng thuộc hàng sát nhân đấy. Tuy nhiên, buồn thay cho cái nhà anh Woo-sik là sau khi nhìn thấy hình ngầu đét đấy, các chị vợ đều đồng loạt tuyên bố không nhận chồng vì anh nghiêm túc quá, các chị không có quen, cứ hề hề ngô ngố như mọi ngày có phải kêu không?